Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý có trong chương trình. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Bất ngờ xuất hiện lá đơn tố giác nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ăn chặn. Người tố cáo đã đến làm việc với Bộ Công an. Nóng, nhà báo Hàn Ni gửi đơn đề nghị khởi tố bà Phương Hằng khởi tố thêm một công chức xã ở Nghệ An liên quan đến vụ ăn chặn tiền hỗ trợ lũ lụt cho dân. Cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Khởi tố siêu trộm phá trần, đột nhập siêu thị, vô hiệu hóa camera an ninh trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng. Một phụ nữ 50 tuổi ở Bình Tân tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng. Khởi tố hai đối tượng trong nhóm làm phiếu xét nghiệm Covid-19 giả ở Bình Thuận. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Bất ngờ xuất hiện lá đơn tố giác nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ăn chặn, người tố cáo đã đến làm việc với Bộ Công an. Mới đây, trên trang cá nhân của một tài khoản tên PN đã đăng tải bài viết với chủ đề Võ Nguyễn Hoài Linh và tiền cứu trợ lũ lụt. Theo đó, tài khoản PN cho biết, hôm nay bà đã đến làm việc với PC02, về sự việc liên quan đến đơn tố giác hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Võ Nguyễn Hoài Linh thực hiện bằng thủ đoạn kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt chuyển vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo đó Hoài Linh đã không thực hiện lời hứa cứu trợ khẩn cấp như bài viết kêu gọi mà nam danh hài đã kêu gọi trước đó. Hoài Linh chỉ giải ngân số tiền sau khi bị phát hiện vẫn còn giữ nguyên số tiền từ thiện đã kêu gọi được và sau khi bị gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng, bà cho biết sau khi làm việc xong với điều tra viên, bà đã đề nghị kết quả điều tra được thông báo bằng văn bản cùng thông cáo báo chí. Thời gian điều tra được áp dụng đúng với quy định pháp luật. Kết quả này sẽ được thông báo chậm nhất vào cuối tháng 11. Chia sẻ này của tài khoản PN đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cụ thể nguyên văn chia sẻ của Facebook PN như sau: Võ Nguyễn Hoài Linh và tiền cứu trợ lũ lụt Hôm nay làm việc với PC02, tại cơ quan điều tra có gửi cho tôi một thư thông báo tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, tố giác hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Võ Nguyễn Hoài Linh thực hiện, bằng thủ đoạn kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt chuyển vào tài khoản cá nhân của anh Hoài Linh. Sau khi nhận được, anh Hoài Linh hoàn toàn không thực hiện lời hứa cứu trợ khẩn cấp như bài viết kêu gọi mà anh đã cam kết cứu người lúc ngặt. Chỉ giải ngân số tiền sau khi anh bị phát hiện vẫn còn giữ nguyên số tiền đã kêu gọi được bị gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng sau buổi làm việc với điều tra viên là anh đỗ thành tiến tôi chỉ có một đề nghị kết quả điều tra sẽ được thông báo bằng văn bản cùng thông cáo báo chí thời gian điều tra được áp dụng đúng với quy định pháp luật có ba kết quả sau khi có kết luận điều tra để dự đoán đủ yếu tố để tiến hành khởi tố vụ án đủ yếu tố để tiến hành khởi tố bị can không đủ yếu tố để tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Có khả năng chậm nhất vào cuối tháng 11 sẽ có thông cáo báo chí về kết quả điều tra. Những gì tôi đang làm chỉ đơn giản là muốn có một lối sống văn hóa trọng lời hứa, có trách nhiệm của những người có ảnh hưởng. Lời nói và hành động phải là tấm gương bởi họ là những con người hoàn toàn có khả năng làm ảnh hưởng đến tư duy của thế hệ đàn em, thế hệ trẻ trong cộng đồng xã hội. Nóng Nhà báo Hàn Ni gửi đơn đề nghị khởi tố bà Phương Hằng. Chiều ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã nhận đơn đề nghị khởi tố của bà Nguyễn Phương Hằng và bà Đặng Thị Hàn Ni. Bà Ni cho rằng bà Hằng đã có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nhà báo Hàn Ni cho rằng trong suốt 7 tháng qua, bà Phương Hằng đã dùng mạng xã hội liên tục livestream chửi bới, lăng mạ nhiều tổ chức cá nhân, trong đó có lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo và công an tỉnh Bình Dương, tôn giáo kiều bào ở nước ngoài, văn nghệ sĩ, báo chí, luật sư và cá nhân bà Ni. Theo bán Ni, bà Hằng đã dùng những lời lẽ thô tục để thoá mạ, vu khống, trà đạp danh dự, phẩm giá bà bằng thủ đoạn theo dệt ra những thông tin không có thật, gây tổn thương sâu sắc đến danh dự, nhân phẩm của bà và gia đình, khiến nhiều người quen, bạn bè, đồng nghiệp hoài nghi về đạo đức và phẩm hạnh của bà. Bà Ni cho biết ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021, bà đã làm đơn tố cáo bà Hằng. Đến ngày 15 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Dương đã mời bà làm việc về các nội dung liên quan đến đơn tố giác tội phạm. Tại buổi làm việc đó, bà đã cung cấp lời khai kèm chứng cứ cho cơ quan điều tra theo biên bản sau nộp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử. Bà Ni cho rằng bà Hằng thách thức pháp luật khi cười nhạo những người làm đơn tố cáo bà. Bà Hằng chia sẻ, sở dĩ hơn 7 tháng nay bà có thể ngồi đây mà không bị gì là do có một nhân vật đặc biệt bí ẩn, chức vụ cao bảo kê cho bà. Ngoài ra bà Hằng có livestream chửi các cá nhân tổ chức, người còn sống cũng như người đã mất như ca sĩ Phi Nhung, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cũng như chửi nhiều nghệ sĩ bằng ngôn từ thô tục thóa mạ. Bà Hà Ni nhận định việc bà Hàng thường xuyên livestream đã lan tỏa những ngôn ngữ xấu, độc hại, buộc tội người khác không căn cứ, làm ảnh hưởng đến truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc. Nếu không được xử lý sớm sẽ nguy hại đến thuần phong mỹ tục, làm suy đồi đạo đức, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi trẻ em do ảnh hưởng đại dịch Covid không thể đến trường, phải học online trên mạng Internet có thể bị tiêm nhiễm. Theo đơn, bà Ni đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra hơn một tháng bà cũng đã cung cấp tài liệu hình ảnh phát ngôn của bà nguyễn phương hằng trong các buổi phát sóng trực tiếp trên mạng theo bà ni bà nguyễn phương hằng có dấu hiệu của hàng loạt tội danh như vu khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân từ đó bà ni đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sớm có các biện pháp ngăn chặn những hành vi sai trái của bà hằng sớm khởi tố vụ án khởi tố bị can với bà hằng để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của bà trong thời gian qua khởi tố thêm một công chức xã ở Nghệ An liên quan đến vụ ăn chặn tiền hỗ trợ lũ lụt cho dân. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020 trên địa bàn xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Chiều 19 tháng 10, Công an huyện Anh Sơn tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 87, công chức tài chính kế toán xã Khai Sơn, hiện trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện Anh Sơn đã tiến hành xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh xác minh làm rõ. Trước đó sau một thời gian điều tra ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Anh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với 3 bị can để điều tra trong thời hạn 3 tháng. Nhóm bị can này gồm Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh năm 81, trú tại Khai Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khai Sơn, bà Ánh bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1 điều 360 Bộ luật hình sự. Phan Thị Hoài sinh năm 92, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, công chức địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 356. Bà Nguyễn Thị Kim Liên sinh năm 68, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 điều 356. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc. Cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết phiên tòa phúc thẩm liên quan đến sai phạm của cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và đồng phạm tại dự án khu đất 8 đến 12 Lê Duẩn, quận 1 dự kiến được đưa ra xét xử ngày 29 tháng 11. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày do thẩm phán Lê Văn Thanh, tránh tòa hình sự tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố khẳng định các bị cáo trong vụ án có hành vi gây thiệt hại thất thoát, lãng phí cho nhà nước 252 tỷ đồng thông qua việc thực hiện dự án của khu đất 8 đến 12 Lê Duẩn, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tài ký nhiều văn bản trái pháp luật chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội liên quan đến việc giao đất sai quy định, tạo điều kiện giúp các bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tham gia thực hiện dự án. Theo đó, ông Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù, bà Lê Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty Hoa Tháng 5, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Lavender, 5 năm tù, ông Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 5 năm tù, Nguyễn Thành Nam, cựu bí thư quận ủy quận 2, 4 năm tù và Trương Văn Út, cựu phó phòng quản lý đất, sở tài nguyên và môi trường, 3 năm tù, cùng với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài án tù, bản án còn tuyên các bị cáo bồi thường gần 4,8 tỷ đồng xung công quỹ nhà nước, thu hồi tiền của các công ty liên quan. Sau án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo, trong đó ông Nguyễn Thành Tài từ trại giam đã viết đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. Bà Lê Thị Thanh Thúy kháng cáo kêu oan các công ty liên quan kháng cáo phần dân sự. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị về phần xử lý vật chứng và thiệt hại vụ án. Theo kháng nghị thì cần tuyên thu hồi thêm 30 tỷ đồng của công ty quản lý kinh doanh nhà. Thiệt hại cần được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án là 1.900 tỷ đồng, chứ không phải 252 tỷ đồng. Khởi tố siêu trộm, phá trần, đột nhập siêu thị, vô hiệu hóa camera an ninh trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 10, Công an quận Cẩm Lệ Đà Nẵng khởi tố siêu trộm liên tỉnh, chuyên cắt camera đột nhập siêu thị. Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam siêu trộm Hoàng Như Phúc, 23 tuổi, ngụ tại Gia Lai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 17 tháng 10, nhân viên một siêu thị trên đường cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, đi làm thì phát hiện siêu thị bị đột nhập. Công an quận khám nghiệm hiện trường, nhận định nghi can là trộm chuyên nghiệp đã leo lên trụ điện bên cạnh siêu thị để lên mái nhà, phá lớp trần và đột nhập vào bên trong. Sau đó nghi can ngắt hệ thống điện để vô hiệu hóa camera, phá hộp đựng tiền để lấy khoảng 10 triệu đồng. Theo công an quận Cẩm Lệ, tuy camera không nhận diện được nghi phạm nhưng ghi được hình ảnh đôi dép là đầu mối duy nhất để truy xét. Phán đoán nghi can có khả năng là người ngoại tỉnh, công an quận Cẩm Lệ đã kiểm tra các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện đôi dép ngay trước cửa giống như hình ảnh camera ghi được nên bắt giữ Hoàng Như Phúc. Qua điều tra, siêu trộm này khai nhận trước đó đã từng đột nhập siêu thị ở Gia Lai trộm 80 triệu đồng, sau đó xuống thành phố Đà Nẵng tiếp tục trộm một cửa hàng thức ăn nhanh ở quận Sơn Trà. Một phụ nữ 50 tuổi ở Bình Tân tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng. Ngày 20 tháng 10, Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết nữ bệnh nhân 50 tuổi ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đã không qua khỏi sau khi được chuyển vào cấp cứu trong tình trạng bị đau bụng, mạch nhanh, huyết áp thấp. Trước đó, người này hút mỡ bụng tại một bệnh viện thẩm mỹ ở quận Bình Tân. Theo trình bày của người nhà, vào ngày 16 tháng 10, người này đến bệnh viện thẩm mỹ trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để hút mỡ bụng. Tối cùng ngày sau phẫu thuật, phía bệnh viện thông báo gia đình bệnh nhân là không vấn đề gì, ở lại theo dõi. Tuy nhiên đến sáng ngày 17 tháng 10, gọi điện không được, chồng bà tìm đến bệnh viện, phát hiện vợ mình đang có dấu hiệu nguy kịch nên yêu cầu chuyển viện. Chiều cùng ngày, bà này được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy và đã tử vong vào tối 18 tháng 10. Đại diện gia đình nói, dự kiến sau hút mỡ bụng sẽ nâng ngực, nhưng không ngờ mới chỉ hút mỡ bụng đã xảy ra câu chuyện đau lòng này. Bệnh viện này có cử hai nhân viên đến thăm hỏi lúc gia đình tổ chức tang lễ. Theo thông tin từ bệnh viện trợ rẫy, người phụ nữ này nhập viện trong tình trạng tỉnh đau bụng, mạch nhanh, huyết áp thấp, sau đó nhanh chóng chuyển sang trạng thái lơ mơ, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp tụt thấp và dùng vận mạch. Dù nỗ lực hồi sức, tối cùng ngày bệnh nhân tử vong, với chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng, viêm cân mạc hoại tử, viêm hoại tử sâu thành bụng, hút mỡ bụng ngày thứ ba. Thanh tra Sở Y tế thành phố cũng đã nắm được vụ việc và đang làm việc với bệnh viện thẩm mỹ chờ kết quả từ bệnh viện trợ rẫy. Khởi tố hai đối tượng trong nhóm làm phiếu xét nghiệm COVID-19 giả ở Bình Thuận. Liên quan đến đường dây làm giả giấy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với kết quả âm tính tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Ngày 20 tháng 10, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đạt, sinh năm 87, và Diệp Từ Hiếu, sinh năm 1977, cùng ngụ tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, theo quy định tại Điều 341, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quy định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó vào ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiến hành bắt khám xét nhà bốn đối tượng có liên quan trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, gồm Trần Xuân Đạt, Diệp Từ Hiếu, Phùng Thành Tài sinh năm 93, trú tại phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, Nguyễn Minh Tiến sinh năm 87, trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 27 giấy xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 có kết quả âm tính giả mang tên các phòng khám bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Cơ quan công an đã thu giữ một máy vi tính, bên trong nhiều pha dữ liệu chứa nội dung giấy xét nghiệm giả và một máy photocopy phục vụ việc in giấy xét nghiệm giả. Làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận nắm bắt nhu cầu của người dân về giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 nên tháng 9 năm 2021 đã nảy sinh ý định làm giả. Để thực hiện việc này, Trần Xuân Đạt đã đặt Diệp Từ Hiếu làm giả 100 giấy xét nghiệm sau đó bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng một giấy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp, những nội dung có trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video. Mọi ý kiến trái chiều đến kênh tin tức 24 h TV, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức 24 giờ TV.